Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến chúa tể Stockfish một mình chấp cả hai kỳ thủ mạnh nhất thế giới hiện nay là vua cờ Manukasen và thần sấm Hikaru Nakamura. Không những thế, khi bổ sung thêm cả cựu vua cờ Viswanatha Anand vào đội hình, liên quân các cao thủ thế giới Kasen, Anand, Nakamura vẫn không thể chống đỡ nổi thế tấn công như vũ bão của Stockfish 15. Có nhiều bạn cho rằng thì chống lại Stockfish có lẽ chỉ có huyền thoại Garry Kasparov mới làm được mà thôi. Được coi là kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại và là người thầy đã huấn luyện ra hai vị vua cờ thống trị làng cờ thế giới là Manukasen và Vladimir Kramnik. Kasparov còn là người có nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với các siêu máy tính. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, ông là người đã đánh bại siêu máy tính Deep Blue đã được IBM chế tạo đặc biệt với mục tiêu duy nhất là đánh bại con người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu kinh thiên động địa giữa kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại Garry Kasparov và chúa tể Stockfish 15 nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp vào hình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin nhé. Trước một chúa tể Stockfish đang làm mưa làm gió trên khắp kỳ đàn hiện nay, Kasparov khởi đầu ván cờ bằng tuyệt chiêu D4. Stockfish nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt D5. Trắng mạnh mẽ dâng tốt C4 đánh chiếm trung tâm. Đen đẩy tốt E6, sử dụng phòng thủ gambit hậu để đối phó với kỳ thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trắng triển khai mã lên F3, nước cờ được đánh giá là công thủ toàn diện. Đen tiếp tục đáp trả bằng nước mã F6. Trắng phát triển mã cánh hậu lên C3, chủ động kiểm soát trung tâm ngay từ những nước đi đầu tiên. Ngoài khả năng tính toán siêu đẳng, Stockfish còn được nạp vào bộ nhớ cả kho khai cuộc của nhân loại cùng toàn bộ các ván đấu của các kỳ thủ mạnh nhất hai thế giới, trong đó có cả những ván đấu của Kasparov. Chính vì vậy mà Stockfish đã chọn phương án ăn tốt sang C4, đánh thẳng vào điểm yếu của cựu vua cờ. Trắng đẩy tốt E3, củng cố trung tâm và mở đường cho tượng F1 bắt lại tốt. Đen lên tốt A6. Không chậm trễ, trắng ngăn tượng lên C4, cân bằng lực lượng. Đen mạnh mẽ dâng tốt B5, đuổi tượng trắng chạy về D3. Đen triển khai tượng lên B7, kiểm soát đường chéo chiến lược H1 A8. Ở đây thì đen có thể đẩy tốt E4, chiếm trung tâm ngay. Trắng tiến tốt sang B4, bắt mã thì trắng sẽ thúc tốt tràng sang E5, tấn công lại mã đen và tạo ra một thế trận đôi công vô cùng phức tạp. Tuy nhiên thì có lẽ e ngại sức tính toán khủng khiếp của Stockfish, trắng quyết định nhập thành, an toàn vua cái đã, đánh đấm sau. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, đen dâng tốt C5 phản công vào trung tâm. Trắng đổi tốt sang C5, đen ăn tượng lên C5. Trắng đẩy tốt A3, bảo vệ ô B4, đề phòng đen tiến tốt sang tấn công mã. Đen phát triển mã cánh hậu lên D7. Sau khi đã đưa vua vào khu vực an toàn và hoàn thành phát triển hầu hết các quân nhẹ, trắng mạnh mẽ dâng tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Thấy trắng hổ báo nên không dám nấn ná vua ở giữa bàn cờ lâu, nhanh chóng nhập thành di chuyển vua vào góc bàn cờ. Trắng lên hậu E2, nên qua xe C8 tham chiến trên cột mở C. Không tìm được sơ hở trong thế trận của đen, trắng chậm rãi đẩy tốt H3 chờ đợi. Đen lên hậu C7, trắng lên tượng E3, tìm cách đổi quân tượng mạnh đang ngày đêm chĩa vào vua mình, rình rập. Đen muốn giữ lại quân để tấn công vua, đã lùi tượng về D6 để tránh giao chiến. Trắng qua xe C1, tung đòn tấn công mở. Thấy vậy, đen nhanh chân chạy hậu về B8, tránh đứng cùng cột với xe trắng. Trắng lùi tượng về B1, mở cột D cho xe qua tham chiến. Đen nhảy mã lên E5, tung thêm quân lên trung tâm để thăm dò. Trắng lùi mã về D2, tránh giao chiến. Đe dọa sẽ đẩy tốt F4, rồi E5 để bắt chết quân. Thế nhưng nước đi này đã được Stockfish tính toán khá là kỹ lưỡng. Không để phí một giây nào,
nên lùi mã về G6, khống chế ô F4. Không làm ăn được gì, trắng qua xe D1, tập trung quân nặng trên cột mở ở trung tâm. Với khả năng tấn công siêu việt của một siêu máy tính, nên bất ngờ phi tượng vào B2 chiếu. Nước cờ nằm ngoài tính toán của con người, trắng chạy vua vào H1. Thế nhưng mục đích chính của Stockfish có lẽ chỉ là lợi tem để đưa vua trắng vào vị trí bất lợi. Sau khi đã đạt được mục đích, đen lùi tượng về đứng tấn ở E5. Nếu mà trắng lại qua vua G1 thì đen có thể lặp lại nước chiếu H2 để cầu hòa. Thế nhưng với quyết tâm đánh bại phần mềm cờ vua mạnh nhất thế giới hiện nay, Kasparov chủ động đổi nước lùi hậu về E1. Đen tiếp tục đi những nước cờ nằm ngoài ý nghĩ của con người khi lùi tượng về A8. Theo chúng tôi thì ở đây trắng nên đẩy tốt F3, tạo thành bức đường tốt G2, F3, E4 hướng về phía trung tâm, hòng hạn chế sức mạnh của tượng đen trên đường chéo H1, A8. Đen nhảy mã H5 đe dọa vào G3 tấn công vua, thì trắng sẽ lùi mã về F1 bảo vệ các ô yếu màu đen bên cánh vua, và thế cờ sẽ diễn biến rất là phức tạp. Trở lại ván cờ, có lẽ lo ngại đen xâm nhập mã vào F4 có thể làm bàn đạp cho đen tấn công cánh vua, nên trắng đã đẩy tốt G3 để ngăn chặn. Nước đi này khiến cho toàn bộ đường chéo H1 A8 trở nên suy yếu và sức mạnh của tượng A8 của đen được tăng lên đáng kể. Giờ đây thì trắng chỉ còn có tốt E4 để che chắn đường chéo này. Đen dâng tốt H5, tiếp tục chọc ngoáy ở bên cánh vua. Trắng đẩy tốt F4 bắt tượng. Một nước cờ phải nói là khá mạo hiểm của Garry Kasparov. Nó khiến cho cánh vua của trắng bị suy yếu. Không muốn mất tem chạy, đen liền đổi tượng vào mã C3. Trắng ăn xe lên C3. Đen đổi xe vào C3. Trắng ăn tốt lên C3. Sau khi đã xử lý xong vấn đề ở bên cánh hậu, đen thừa thế thúc tốt tràn sang H4, khoét sâu vào cấu trúc tốt lỏng lẻo của trắng ở bên cánh vua. Nếu mà trắng ăn tốt lên H4 thì đen sẽ ăn mã vào F4, khiến cho cấu trúc tốt cánh vua của trắng bị nát bét. Tuy nhiên thì với phong cách chơi chủ động, Kasparov không bao giờ ngồi yên để cho đối thủ đánh. Trắng liều lĩnh đẩy tốt C4, tìm cách phản công lại. Không cần phải vội vàng, đen ăn tốt lên C4. Chót cưỡi lên lưng hổ rồi, trắng liều lĩnh ăn mã lên C4, bỏ lại con tốt ở trung tâm E4. Ở đây thì đen có thể ăn tượng vào E4 chiếu. Trắng ăn tượng lên E4 thì đen sẽ ăn mã lên E4, tấn công tốt G3. Trắng buộc phải ăn tốt lên H4 thì đen sẽ ăn mã vào F4. Trắng ăn tượng lên F4 thì đen sẽ ăn hậu lên F4. Và thế trận bảo vệ vua trắng sẽ nát bét. Trở lại ván cờ, đen lựa chọn phương án êm dịu hơn là ăn tốt vào G3. Tiếp tục duy trì sức ép và cặp tốt E4, F4 của trắng. Trắng phi tượng lên C5 tấn công xe, cố gắng tìm cách lật ngược tình thế. Đen chạy xe sang C8 bắt tượng. Trắng chạy tượng xuống D6 tấn công hậu. Đen chạy hậu lên B5, vừa chạy vừa tranh thủ tấn công mã. Ở đây thì trắng có thể nhảy mã vào E5, đứng tấn ở trung tâm, dình cơ hội phản công, đồng thời lại chia cắt hậu đen với mặt trận cánh vua. Tuy nhiên thì không hiểu sao trắng lại quá thận trọng lùi mã về D2. Điều này khác hẳn với phong cách chơi thường thấy của Kasparov. Trước cơ hội, đen đưa hậu qua mặt trận cánh vua, tấn công tốt H3 và uy hiếp con xe ở D1, khiến cho hậu trắng không thể ăn tốt G3. Trường hợp mà trắng qua hậu F1, cố gắng bảo vệ tốt, thì đen sẽ tận dụng đòn giằng để tung mã lên G4, đe dọa vào E3 tấn công đôi hậu và xe, hoặc là sẽ vào F2 để chiếu bắt xe. Trở lại ván cờ, thấy nguy, trắng vội vàng bỏ tốt H3 để chạy vua vào G1 tránh đòn. Không chậm trễ, đen ăn hậu vào H3, đe dọa xuống H2 chiếu rồi sang F2 chiếu hết. Bị dồn vào đường cùng, trắng nghiến răng rút mã về F1 để phòng thủ. Đen lùi hậu về G4, chuyển hướng tấn công vào các tốt F4, E4. Bí nước, trắng nhảy mã lên E3 bắt hậu.
nên lao hậu xuống F3, tiếp tục uy hiếp các tốt E4, F4 của trắng. Đằng nào thì cũng bị mất con tốt này. Vậy thì phải làm sao để mất cho nó có giá trị? Kasparov nghĩ thầm. Sau hồi tính toán, thì trắng điều mạng tiến tốt sang F5 phản công lại, đồng thời mở đường cho tượng giáp công con tốt ở G3. Không chậm trễ, nên ăn mã với E4. Trường hợp mà trắng ăn mã G6 thì đen sẽ ăn tượng D6. Trắng ăn xe vào D6 thì đen sẽ xuống hậu H1, chiếu hết ngay. Do đó thì dù không còn gì để mất, song trắng cũng kịp nhận ra đòn phản công thâm độc này. Sau một suy nghĩ, trắng đành ăn tượng lên E4, tiêu diệt quân mã nguy hiểm ở trung tâm. Nên ăn hậu với E4, thống lĩnh đường chéo H1 A8, đe dọa sẽ chiếu hết ở H1. Trắng ăn hậu lên G3, mở đường cho vua chạy lên. Nên ung dung ăn tốt vào F5, đe dọa sẽ tiến xuống F4, tấn công đôi hậu và mã. Trắng vội vàng qua hậu với H3 để tránh đòn. Đen nhảy mã lên H4, đe dọa vào F3 để chiếu loạn xạ. Trắng qua xe F1, co cụm lại để phòng thủ. Đen thọc xe xuống C3, phối hợp cùng hậu vây bắt mã. Trắng lùi tượng với F4, cố gắng phòng thủ. Trước sự lì lợm của trắng, đen đẩy tốt F6, chuẩn bị dâng tốt G5 tấn công. Bí nước, trắng đẩy tốt A4. Không cần vội vàng, đen chậm rãi qua xe D3, từ từ khép chặt vòng vây. Trắng chạy vua lên H2. Thế nhưng chạy đi đâu? Đen lại xuống xe D2 chiếu. Trắng chạy vua về G1. Lúc này thì đen mới đẩy tốt G5 để tấn công tượng. Trắng hầu như không có nước đi nào khả dĩ hơn là phải chạy tượng xuống C7. Đen tiếp tục thúc tốt tiến xuống G4 bắt hậu. Nếu mà trắng ăn hậu lên H4 thì đen sẽ ăn hậu xuống E3 chiếu. Trắng lên xe F2 thì đen sẽ xuống xe D1 chiếu. Trắng chạy vua H2 thì đen sẽ qua xe H1 chiếu hết luôn. Còn nếu mà trắng chạy hậu sang G3 thì sẽ bị đen xuống hậu H1 chiếu hết ngay. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, Kasparov đành phải đầu hàng để tránh khỏi bị chiếu hết. Trường hợp mà trắng cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.